đang vào mùa mưa tại vườn quốc gia Cát Tiên. Theo thường kỳ thì đến mùa này chúng tôi sẽ tiến hành đi rừng để tìm hiểu và điều tra cũng như là tìm một số mẫu nấm. Vì trong mùa này nấm sẽ thường mọc lên rất là nhiều. Nếu mà mưa quá nhiều thì nấm sẽ ít và mùa khô thì sẽ không có. Nên đây là thời điểm vàng để chúng ta đi khảo sát các cái mẫu nấm ở tại vườn quốc gia Cát Tiên. Và xin mời các bạn cùng đi theo tôi xem hôm nay chúng ta sẽ gặp nấm gì. Và cái theo thường lệ thì mục tiêu của chúng tôi hôm nay là sẽ đi tìm một vài nấm. Nó có tên là nấm xê gia hay là nấm hoàng đế, nhưng mà người dân nhà mình thì đang gọi là nấm trứng gà. Xem là cuộc tìm kiếm của chúng ta có may mắn không nhé. Trong trên cùng một tuyến điều tra của chúng tôi thì vô tình đã bắt gặp hai loài nấm trong cùng một chi nấm Amalita. Đây là một loài nấm có thể là loài nấm tử thần, ăn rất là độc. Và chúng tôi cũng may mắn đã tìm được một loài nấm ăn được, cũng thuộc Amalita. Và đây là cái mẫu nấm ăn được, hay gọi chúng gọi là nấm trứng gà, nấm sao, hoặc là nấm hoàng đế hay nấm cassia. Các bạn nhìn thấy hai cái mẫu nấm này, nếu mà theo các bạn thì nó có khác nhau không ạ? Nhưng mà nó rất khác nhau. Nấm này có thể rất độc, và nấm này thì chắc chắn là ăn được và ăn rất ngon. Một trong những cái đặc điểm phân biệt để chúng tôi có cái kết luận sơ bộ ban đầu là vì nấm này thì nó màu vàng rất là tươi, giống lòng đỏ trứng gà. Và nấm này thì nó có màu vàng nhạt hơn, và trên cái nền vàng đó nó có hiện tượng màu của ánh xanh. Đó, nên chúng tôi tạm thời kết luận như vậy. Nhưng mà một trong những khuyến cáo rất là nguy hiểm đối với người dân khi mà mình thu hái để ăn, nếu mà nấm ở trong giai đoạn còn non, tức là nút nấm còn tán nấm này còn nằm trong cái bao nấm này, thì hai loài nấm này nó sẽ giống hệt nhau, nó sẽ tròn màu trắng và như ụ trứng, như là trái trứng gà vậy, nó sẽ giống y hệt nhau. Trừ khi mà khi nó bung tán lên như thế này thì chúng tôi mới có thể phân biệt được đâu là nấm trứng gà và đâu là nấm tử thần. Còn nếu giai đoạn nằm trong bao nấm, trong gốc nấm như vậy thì nó giống hệt nhau, nên rất nguy hiểm khi các bạn thu nấm ngoài tự nhiên ăn. Chúng ta hãy cùng đi tìm thêm các cái mẫu nấm khác để thấy được các cái trạng thái lúc già, lúc non, giúp các bạn có thể sơ bộ nhận dạng loài nấm tử thần này. Nghe đến cái tên thôi, chúng ta đã có thể cảm nhận được cái mức độ nguy hiểm của chủng nấm này. Điều đáng lưu ý và đặc biệt nguy hiểm đối với loài nấm tử thần này là sẽ gây độc tính chậm cho người ăn phải loài chúng, ít nhất là sau 6 tiếng hoặc 24 tiếng, và thậm chí từ 1 đến 2 ngày sau mới bắt đầu có biểu hiện gây độc mạnh. Và chất gây độc chính là amatoxin. Liều lượng gây độc thì chỉ cần một tai nấm thôi là cũng có thể gây chết người. Chất amatoxin này có độc tính mạnh, chỉ cần ăn phải một chút là có thể gây tử vong. Loại độc tố này sau khi được hấp thụ vào máu sẽ nhanh chóng tìm đến gan và thận. Sau đó chúng sẽ khiến các tế bào gan và thận bị hoại tử rồi chết dần. Nếu không phát hiện kịp thời sẽ phá hủy hoàn toàn cơ quan này. Điều đặc biệt là độc tố amatoxin lại rất bền vững khi tiếp xúc với nhiệt độ cao. Chính vì vậy mà dù bạn có nấu chín, nấu kỹ hay là bạn linh nhừ thì nấm vẫn còn nguyên độc tố trong tai nấm. Biểu hiện sau khi con người ăn phải nấm tử thần là từ 6 đến 12 tiếng, người ăn phải nấm tử thần sẽ vẫn sinh hoạt bình thường, thậm chí có thể lên đến 20 tiếng, sau đó người bệnh sẽ có các biểu hiện như đau bụng quằn quại, buồn nôn và nôn, dẫn đến tiêu chảy. Những biểu hiện ban đầu này thường gây nhầm lẫn với ngộ độc thức ăn hay tiêu chảy hay nhiễm trùng. Từ sau đến 1-2 ngày, bệnh nhân sẽ có những biểu hiện nặng hơn và rơi vào trạng thái bị suy gan, suy thận do bị hoại tử ồ ạt. Bệnh nhân sẽ có biểu hiện như tiểu ít, tiểu sẫm màu, vàng mắt, vàng da, phù, chảy máu nhiều ở nơi trong cơ thể, rối loạn động máu, co giật, rối loạn ý thức, rồi dẫn đến hôn mê sâu và tử vong. Tôi sẽ có mô tả sơ bộ về hình thái của chủng nấm này để giúp các bạn có sự nhận diện khi gặp ngoài tự nhiên. Đây là hai cây nấm tương đối trưởng thành và có màu sắc đã có một vài phần nhạt mờ so với lúc còn trạng thái búp.
Tôi sẽ bứt lên và sẽ cho các bạn nhìn rõ hơn, để các bạn có thể thấy tán nấm này, phiến nấm, cuống nấm hay gốc nấm có các cái đặc điểm như thế nào. Về cái tán nấm thì các bạn nhìn thấy đây là một cây nấm trưởng thành và cái tán nấm đã xòe ra. Cuống nấm thì còn nguyên bao gốc và còn nguyên màng nấm. Về cái tán nấm thì nó có hình nón, có kích thước nấm từ 15 đến 20 cm, màu vàng nhạt đến vàng ô liu. Phiến nấm thì màu trắng, có phiến dạng tự do, không ăn xuống cuống nấm. Cuống nấm hình trụ màu trắng, có bao gốc ở cuống. Đây là một mẫu còn nguyên bao gốc nấm và còn nguyên cái màng nấm. Đây là cái một mẫu nấm mà tương đối hoàn thiện, kể cả về phiến nấm, cuống nấm cũng như là màng nấm. Nhưng các bạn đặc biệt cần cẩn thận vì đây là một chủng nấm rất dễ nhầm lẫn với các loài nấm ăn khác, đặc biệt những cái loài mà có bao gốc như chủng nấm tử thần này, ví dụ như là chi nấm Agaricus hay là chi nấm Amanita, và đặc biệt là có thể nhầm lẫn với nấm rơm vì nấm rơm cũng có một cái bao gốc y như vậy. Khi mà nấm còn ở trong cái bao gốc thì các bạn không thể nhìn thấy được cái phiến nấm, cái tán nấm nó màu gì và hình thái như sao. Vậy các bạn sẽ dẫn rất dễ nhầm lẫn với các cái loài nấm ăn được. Chính vì vậy, khi các bạn thu hái cái nấm ngoài tự nhiên thì nên thận trọng sử dụng các cái sản phẩm mà nấm rừng, vì có thể gây nhầm lẫn với một loài khác hoặc là có thể bị nhiễm độc do với cái môi trường xung quanh. Như côn trùng hay phấn hoa, nó bám vào trong các nhờ sự di chuyển của côn trùng hay là nhờ gió. Đây chúng ta sẽ tiến hành thu mẫu nấm. Thì chúng ta tiến hành thu mẫu nấm thì về chúng tôi sẽ mang về phòng thí nghiệm để có các cái bước xử lý. Thứ nhất là sẽ tiến hành lấy các cái bào tử nấm để soi dưới kính hiển vi và có cái lấy giống để lưu trữ tại phòng lưu trữ giống. Sau đó thì chúng tôi sẽ tiến hành ngâm cồn để giữ nguyên cái trạng thái và kích thước của tán nấm, hoặc có tiến hành sấy khô để giữ lại cấu trúc cái cơ quan sinh sản của nấm, chính là bào tử. Và trước khi thu nấm thì chúng ta cần phải xử lý đất cũng như là các cái rác xung quanh cây nấm để nấm không gây bẩn từ tai nấm này sang tai nấm khác. Tai nấm này là hơi bị già. Cây nấm này là cũng tán nấm là tương đối già, đã bị rách. Chúng ta sẽ nhặt hết các cái lá nấm này đi. Và cái cây nấm này thì cái cuống nấm nó có hiện tượng bị thối rữa, nên chúng tôi sẽ tiến hành vặt nó. Cái loài nấm tử thần này là một loài nấm cộng sinh. Tuy là một loài nấm độc nhưng với các hệ sinh thái rừng nhiệt đới, nó cũng có nhiều vai trò quan trọng trong mối quan hệ cộng sinh với cây rừng. Và đây chúng tôi đã có một rổ nấm để vừa về làm mẫu, vừa lấy giống và vừa có thể là làm các cái nghiên cứu tiếp theo về phân tích.